Trong cuộc sống hiện nay, bên cạnh những ồn ào xô bồ của cuộc sống cơm áo gạo tiền, vẫn còn không ít những tấm lòng cao cả. Họ đã thầm lặng giúp đỡ cho những cá nhân kém may mắn hơn mình bằng chính mồ hôi, nước mắt và sự hy sinh. Một trong những tấm lòng cao cả ấy có lương y Võ Văn Vinh, người đã thầm lặng, hết lòng tận tụy với người bệnh, đồng cảm với những số phận bất hạnh trong suốt những năm tháng làm nghề. Đặc biệt, có bệnh vẩy nến được các bệnh nhân chọn mặt gửi vàng và cũng là địa chỉ vàng của phòng chuẩn trị y học cổ truyền Võ Văn Vinh, tọa lạc ngay tổ dân phố 2, thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Không có nghề nào nhân đạo bằng nghề cứu người, không có nghề nào vô nhân đạo bằng nghề y thiếu đạo đức. Đúng vậy, lương y Võ Văn Vinh là một người có tấm lòng cao cả, một lương y luôn dốc lòng vì chữ tâm, chữ đức. Từ lâu, phòng chuẩn trị y học cổ truyền của lương y Võ Văn Vinh đã được biết đến như một địa chỉ cho các bệnh nhân mắc các chứng bệnh ngoài da, lở ngứa, đau dây thần kinh tọa, phụ nữ khí hư. Trong đó, ông được mệnh danh là khắc tinh của căn bệnh hiếm người có thể chữa được, đó là bệnh vẩy nến. Bệnh vẩy nến là căn bệnh khá phổ biến do rối loạn biệt hóa lành tính của tế bào thượng bì. Căn bệnh vẩy nến mù toàn thân luôn là nỗi ám ảnh sợ hãi của nhiều người bệnh. Bệnh có yếu tố di truyền và nhiễm khuẩn rất cao. Nếu không chữa kịp thời thì bệnh nhân sẽ bị điếc tai do bệnh ăn thủng màng nhĩ, mù mắt, biến chứng sang thấp khớp mãn tính, lớn tim hay còn gọi là suy tim. Bệnh gây đau nhức toàn thân hay gãy chảy máu vẫn không thấy đã. Căn bệnh này rất nguy hiểm và khó chữa nếu không điều trị sớm. Nhưng bằng những phương thuốc mang tên tiêu độc thánh thần phương, thân cơ hoạt lạc thang và bạch đới thang, và bằng bài thuốc chữa bệnh vẩy nến mang tên tiêu độc thánh thần phương được kết hợp với nhiều phương pháp gồm nhiều vị thuốc như hoa phấn, kinh giới, sa sâm của lương y Võ Văn Vinh, các loại thảo dược này sẽ được kết hợp với nhau theo tỷ lệ nhất định và gia giảm theo luật quân thần tá sử theo từng mùa và theo cơ địa mỗi bệnh nhân. Sau khi được điều trị, các biểu hiện vẩy, nhọt, mủ, lở loét biến mất hoàn toàn, da rẻ trở lại bình thường và khỏe mạnh. Từ khi làm nghề lương y đã chữa thành công không tái phát cho hàng trăm người bị bệnh nặng trong và ngoài tỉnh. Với những bệnh nhân nhẹ thì bản thân cũng không còn nhớ rõ là đã chữa khỏi cho bao nhiêu người. Nhưng theo lương y Võ Văn Vinh luôn quan niệm, đã là một người thầy thuốc thì luôn đặt chữ tâm lên trên hết. Từ đó phát huy tối đa tài và đức để tạo nên cái đẹp không chỉ riêng mình mà bất cứ ai. Lương y Võ Văn Vinh cùng hai người con trai là Võ Văn Vương và Võ Văn Vũ luôn tự hào khi được thừa kế những phương thuốc gia truyền của cha ông. Bản thân lương y Võ Văn Vinh luôn đau đáu, trăn trở làm sao để phát huy truyền thống của gia đình, phát triển phương thuốc để có thể cứu giúp được nhiều người bệnh hơn nữa. Hết lòng tận tụy với người bệnh, đồng cảm với những số phận bất hạnh trong suốt những năm tháng làm nghề thuốc. Nhiều người bệnh đến với phòng khám không chỉ hài lòng vì được chữa khỏi bệnh mà còn nhận được thái độ chăm sóc niềm nở, nhiệt tình giúp đỡ của lương y. Người xưa có câu, cứu nhất nhân, đắc vạn phúc, nghĩa là cứu sống một người là làm được vạn điều phúc. Xin được mượn câu nói đó để gửi về lương y Võ Văn Vinh. Cũng xin được thay lời những bệnh nhân đã được lương y và đồng nghiệp cứu sống, những người bệnh đã vượt qua cơn đau của mình, những người thân của các bệnh nhân, chúng tôi gửi tới lương y và đồng nghiệp những lời tri ân xuất phát từ tận đáy lòng. Thời gian luôn là thước đo chính xác nhất cho thành công của một thương hiệu hay một cá nhân nào đó. Với những nỗ lực và kết quả thực hiện trong những năm vừa qua, phòng chuẩn trị y học cổ truyền Võ Văn Vinh đã được Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp nhiều lần trao tặng bằng khen, danh hiệu cao quý như danh hiệu thương hiệu truyền thống và báu vật gia truyền nổi tiếng Việt Nam do Hội đồng Xét duyệt Trung ương trao tặng, cấp bằng và cúp vàng vinh danh của Đài Truyền hình Việt Nam, danh hiệu top 50 thương hiệu ưu tú đất Việt của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, danh hiệu thương hiệu uy tín, chất lượng, đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đặc biệt, lương y Võ Văn Vinh còn hai lần được đến Phủ Chủ tịch nhận kỷ niệm chương do Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng và kỷ niệm chương cho lương y tiêu biểu do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng.